Thiết lĩnh là bài thảo pháp độc đáo của võ trận cổ truyền Tây Sơn, Bình Định, là bài đặc trưng riêng của dòng phái Cụ Hành Khiển Phạn, tên thật là Nguyễn Văn Lắm, là ông ngoại của cố lão võ sư Nguyễn Trá, tự là Ba Phong, 1926-2014. Bài thiệu thiết lĩnh này có 9 câu thơ tứ ngôn, gồm 36 chữ. Video bài thảo thiết lĩnh do cố lão võ sư Nguyễn Trá, Ba Phong, thị phạm lúc ông 88 tuổi, năm 2013.